Elsa, Elsa ơi, đi về về quận 3 thôi Elsa, không ở quận 7 nữa. Elsa đâu rồi? Về quận 3 Elsa. Ủa Elsa đi đâu rồi ta? Sáng ăn cơm mà đi chơi đâu rồi? Gom đồ cho Elsa đi về đây. Về quận 3, về lại shop đồ bơ tiên cá và cửa hàng nhạc cụ Hoàng Piano. Về đây bên nhau ta nói lại tình xưa. Vậy mới đít quá hả? Về ở đây mệt quá, ở đây tiền bạc quá. Đây suốt ngày bị mượn tiền, phải dọn dẹp. À, rồi ăn rồi bài. Các em gái ơi, em gái hay là các chàng trai cũng vậy, muốn biết về một ai đó, muốn thương thích một ai đó phải sống thử với người ta mới biết. Sống thử là gì? Qua nhà nó coi cái cuộc sống của nó như thế nào, vô trong cái phòng của nó, cái động của nó, cho nó ăn ở ra sao, nó dọn dẹp ở nào, phải bất ngờ đột nhập vô nhà mới biết được cái tính cách con người nó sống sao. Elsa là tôi đánh hơi được nó trong này nè, chúng đâu. Elsa đi ra. Xin lỗi Elsa nha. Xin lỗi Elsa. Xin lỗi Elsa. Kêu nó Elsa đi ra, nó là con đây mà. Đi đâu chơi nãy giờ vậy? Hả? Không ở trong lâu đài, sáng là cứ đi chơi vậy đó. Giờ mình đi về hay sao ha? Mình đi về, tiêu anh học đủ bài học kinh nghiệm ở ngoài rồi. Thì Elsa cũng có đủ bài học kinh nghiệm mà, thế giờ mình đi về. Fan của mình là về là shop đồ bơ tiên cá là fan ở đó nè. Mình về được rồi, không chịu về hả? Về chứ. Tiêu là mai mốt cho chị sống ở ngoài biển được thôi à, em sao ơi, sống chỗ nào có thiên nhiên tôi mới sống được, tôi có đủ trải nghiệm mà. Tôi sống với dân chơi rồi, gái gú rồi, hút sách rồi, nghiện ngập rồi, tôi đã đủ gặp đủ mọi loại người đó rồi. Và tôi nhận ra là con người còn nghiện và ngủ dục là còn khổ. Elsa có nghiện và ngủ dục không? Nghiện và ngủ dục là sẽ bị mất đi trí tuệ, sẽ không có thông minh, sẽ phải mang thân là vật thấp kém, Elsa nhớ chưa? Kiếp này giao duyên với tiên, kiếp sau là phải thành Phật nha, không thì cũng phải thành được tiên cá giống như tiên, có nhiều sức khỏe và trí tuệ. Tôi thấy giúp con vật là tốt nhất, giúp con người thật sự chỉ là mình giúp họ tạo nghiệp thôi. Thí dụ như một người mà bị nghiện ngập, nghĩa là mê hút chích xì ke các kiểu, mình ở với họ, mình nghe những lời họ nói tất cả đều là giả dối, bởi vì đó là lời của thuốc nói chứ không phải họ nói. Mà họ nói chuyện rất là hay, mà những thằng nghiện thì nói thật, mấy đứa con gái mà nghe nói rồi là chi chết mê chết mệt, bởi vì những lời đó là những lời của thuốc nói, của ma túy nó nói, nên mình nghe mình không có biết được. Gái gú cũng vậy,
Bả về tục ngữ mới có câu là không bao giờ nghe lời con đĩ, không bao giờ tin lời thằng nghiện. Không bao giờ tin lời con đĩ mà cũng không bao giờ nghe lời thằng nghiện. Bây giờ mình đã thấm thía được câu nói đó rồi. Và khi mình làm bạn với những người đó thì chắc chắn là cuộc đời của mình cũng sẽ bị lún vào những cái điều đó. Elsa nhớ chưa? Elsa không có được ở lại, không có được đi đâu, đi về. Hôm nay chúng ta sẽ đi về. Tiêu đã có đủ bài học để có thể tiếp tục trở thành một người thầy dẫn dắt cho những cái người học trò của mình không có bị cám dỗ vào những cái thói hư tật xấu trên đời này. Kinh nghiệm của Tiêu bây giờ đã đầy đủ hơn xưa rồi. Sống một tháng trên đảo Cổ Rồng, tiếp xúc biết bao nhiêu người trên toàn thế giới, những tay dân chơi đến từ khắp mọi nơi. Tôi đang hoàn thiện cách sống của mình đó em sao. Cách sống của Tiêu đã có sự trải nghiệm thực tế. Và Tiêu vẫn là Tiêu. Ok, dọn dẹp. Thôi mình sẽ không dọn mấy cái này đâu. Ăn uống không biết tự giác dọn dẹp gì hết. Cái gì của mình thì mình gom về, mấy cái đồ quần áo thôi, quần áo của mình thì mình gom về, còn những gì còn xài được thì mình để lại cho thằng em nó xài. Ngoài kia bao la lắm, nhưng chung quy lại con người đều có một sự rập khuôn, nghĩa là người thích cái gì nó cũng gói gọn trong ngũ dục nè. Thích tà dâm, thích sét, thích đánh bài, cờ bạc, thích uống rượu, bia, thích nói dối, thích nghiện ngập, hút sách. Con người cũng chỉ gói gọn trong ngũ dục đó thôi mọi người à. Thích sắc xanh nữa chứ. Phải thoát được cái đó. Những cái tội lỗi đã làm hại thiên nhiên và động vật. Khi tôi tiếp xúc vào những cái đủ loại người này, và cái loại người cuối cùng mà tôi gặp đó là chính là người bị nghiện ngập hút sách, thì những lời mà người đó nói chỉ toàn là lời của thuốc nói chứ không phải là người đó nói. Tôi đã gặp đủ loại người rồi, và bây giờ cho tôi thêm một cái kinh nghiệm, đó là chỉ tin vào lời của tiên cá nói thôi. Con người không đáng tin. Con người là một loài virus hủy hoại thế giới này. Bởi vì họ còn chìm đắm trong ngũ dục. Nếu họ không chìm đắm trong ngũ dục thì họ sẽ có rất nhiều trí tuệ, thoát khỏi khổ đau. Em xa nhớ nha, con đã từng chìm đắm trong ngũ dục nên con mới mang thân con hamster này. Và con gặp được Tây Uôn nè, tôi chỉ cho con thoát khỏi biển khổ nè. Tôi phải lấy mình làm bài học nè. Tôi phải lún vào ngũ dục để tìm ra giải thoát cho bản thân và giúp cho người bị chìm đắm trong đó cũng thoát ra được. Nhưng
Tion không thoát ra được thì Tion sẽ tự tìm đường lui. Bởi vì Tion không giúp được nữa thì Tion sẽ phải ra đi. Ở đây cho Tion rất nhiều bài học đó mọi người ơi. Và bây giờ mình sẽ về nhà và tiếp tục cái sự nghiệp của mình, đó là bán nhạc cụ và bán đàn piano và làm thiết kế website và làm kênh YouTube và phát triển hệ thống phần mềm quản lý các doanh nghiệp của mình. Thế đó, bây giờ là cuộc sống của mình là phải công việc để làm niềm vui. TV bật hơn không lên đó. Tôi phải giặt xong cái đống đồ. Em sai chờ tôi ôn nhé. Giặt hết quần áo luôn để đem về. Chưa giặt xong đồ chưa về được. Dạ. Không phải, bạn này bạn đã bị ảo tưởng sức mạnh. Bạn tưởng bạn là chúa. Đạo tiên lành à. Không phải đạo. Này đạo gò dấp. Không theo đạo nào ấy. Nửa đạo Phật không biết tí gọi là đạo chúa. Được rồi. Bây giờ chị cũng biết thêm cái đạo ma giáo đó. Sơ thành gò dấp. Bạn của Tion đang quảng cáo Tion là đạo ma giáo. Nên ai cũng vui. Mọi người vui thì Tion cũng rất là vui. Ma giáo mà thoát khỏi bệnh tật, ma giáo mà không bị gì cả, ma giáo mà có được cuộc sống tự tại. Sướng là sướng, khổ là khổ. Ma giáo mà chìm trong ngũ dục mà không bị ngũ dục chi phối đó mọi người. Thật là thú vị. Và mọi người, mọi người thấy thú vị không nào? Rất là thú vị. Đây là đồ ăn của ma giáo. Ngũ cốc. Ăn mặn cũng được, ăn chay cũng được.